làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người
bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm mãi như đông lúa chiều dị xa. Tiếng ru bên em chẳng ta rồi bóng mẹ. Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mát mát nên như sáo diều rất xa. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ. Đã yên giấc mẹ hiền vui sớm biết bao thương con quê sớm bao tháng ngày lặn lội dẻo neo nuôi con tới ngày lớn. Tất cả chẳng mẹ, mẹ nói
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kính thỉnh quan công tâm hồn của đồng bào từ hàng hà nên chấp tập thờ và cụ anh em các con cháu trai gái sông sẻ đã chăm tay các tổ để công nhân dân hồn của mẹ thú ba hồn chín phía ba hồn mẹ phạm từ hầm là ở gần ở xa và ở nga bây giờ kể tại ta chung mai năm đến lượt để chờ vương vương chấn nước kinh nhân đặc biệt của con của cháu mẹ sống không có thiên mẹ chứng giám từ bộ bộ chỉ hoàn thành các con cháu chứng giám che chở tăng tay của bộ bộ chỉ của con cháu khi tôi về tốt thêm một tuần đời người và các bậc kể cả các tài của bộ an bất bình an đồng hành gian tế có thể chữ tống thứ tha phương năm mươi đi đạo phật mà toàn ra cũng không vâng là để chúng tôi phục vụ đã xong rồi các bác các chị ta đến giờ đã trở về tôi nghiên cứu phục vụ để đón nhận toàn thể tâm thần quý khách các tập đoàn để tham dự phục vụ đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Tân Vận Văn Giá trở về xin được thắp nén tâm hương cầu phúc cho vụ thân đi về hương sứ bản an dân tỷ vạn thu xin được chắp tay cúi đầu với biệt vụ vô đi từ đây. Vâng, thắp hương làm lễ viếng xong xin được kính mời quý vị ra nơi đón tiếp của gia đình Vũ Cước chi quận Cổ Tam Quyến. Chắp đôi tay cầu nguyện với hương linh cổ vẻ nơi quay vinh hằng cụ an rất phù ngàn thu xin được cúi đầu với biệt cổ ra đi từ đây thăm viếng chia buồn với gia đình Tam Quyến xin được mời quý vị về nơi tiếp đón của gia đình Uống Nước chia buồn với gia đình Tam Quyến xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa cơ hội của Phạm Kẻ Hằng, kính thưa ban tổ chức hôn lễ, kính thưa gia đình trang chủ, được tin cụ Phạm Kẻ Hằng 250 về tổ quê tổ, anh em chúng cháu đại diện cho tổ liên gia hàng xóm của nhà cụ cùng với chi hội phụ nữ của tổ dân phố tổ 7 có đến thắp nén hương thơm chia buồn cùng gia đình. Chúc các để tưởng nhớ cụ xin một phút mặc niệm.
cuối ngày bắt đầu. Vâng, chuyển lời cảm ơn của gia đình Giang Quyền. Xin nơi chân thành được cảm ơn nhân viên của đoàn đã trở về thắp nhang thăm viếng hương hồn cụ. Sau khi thắp hương xong, mời quý vị ra bàn để tiếp đón của gia đình uống nước chia buồn của gia đình Giang Quyền. C05 Bộ Công an, cháu Nguyễn Đình Tú, vòng 5, C05 Bộ Công an lễ vào kính viếng. Gia đình xin được cảm ơn các hương đạo đại diện. Nhận cái tin cụ tuổi cao sức yếu qua đời, quý vị trở về thắp hương thăm viếng cụ, chia buồn với gia đình Năng Quyền. Cầu chúc cụ nơi suối vàng an giấc ngủ ngàn thơ. Dâng lên viếng thắp nhang xong, mời quý vị ra bàn uống nước chia buồn với gia đình Năng Quyền. Nhận biết tiên cụ đã đi xa mãi mãi không còn nữa, quý vị trở về thắp nén hương thơm, thắp viếng hương hồn cụ và chia buồn với Năng Quyền. Chúc cụ nơi suối vàng an giấc ngủ ngàn thu. Thắp viếng xong, mời quý vị ra bàn uống nước chia buồn với gia đình Năng Quyền. Về chầu tiên tổ, chúng con có lén nhang thơm kính hương hồn cụ và có mấy lời chia buồn cùng gia quyến. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trong nhà du bao nhau đi đến nhà tang sự độ chỉ cho trời từ đây. Con cháu thương tiếc cụ thầy, có con có mẹ hàng ngày hỏi han. Thương cụ những năm gian nan, những ngày vất vả để mà nuôi con. Hôm nay cụ lại không còn, con cháu thương tiếc đau lòng xót xa cụ hằng ơi. Cụ đi văng cửa văng nhà, con không có mẹ con đã hỏi ai. Người ta các lao như thế loài ong làm tổ, sớm hôm ơn hờ bay khắp gần xa, tìm mọi thứ hoa đem về làm mật, mùi ngon mùi ngọt chất chứa tổ đầy. Ai
hồn, tiếp dân vong hồn, siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bồ Tát Thế Tôn, tiếp dân vong hồn, siêu sinh giải thoát. Nam mô siêu sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Ca. Nam mô siêu sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Ca. Nam mô siêu sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Ca. Tam hồn kiều phách tam hồn, cụ sống khôn thắp thiêng, sống sao thắp vầy, cụ phù hộ độ trì cho con cháu cùng gia quyến, cho chúng con được mạnh khỏe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trở về trước công minh âm hồn của cụ, đề viếng của doanh nghiệp tư nhân Ninh Trang, doanh nghiệp tư nhân Trung Dũng, công ty cổ phần gỗ Phượng Anh, trở về thắp nén hương thơm, thăm viếng hương hồn cụ và chia buồn với tang quyến. Vừa người sau khi thắp hương xong, mời quý vị tại bàn uống nước. Gia đình xin trân trọng được cảm ơn. Trở về thắp nén hương thơm vô cùng thân thiết, tương đưa cụ Phạm Tự Hằng về dân vị ngàn hương. Đoàn viếng trở về thắp nén hương thơm xin quy đầu vĩnh biệt cụ. Phép mặt trên đây cảm ơn của gia đình. Đoàn vị thắp hương gia đình nghĩ rằng mời về đây đón tiếp của gia đình thăm chủ nước. Gia đình xin trân trọng cảm ơn. Sẽ nghỉ ngàn thu. Gia đình cháu Sơn Cúc ở Mỏ Sắt Trại Cao, các cháu trở về có đến tâm ngang sân đến viếng xin huy đầu vị biệt cụ. Trước di sản của cụ Phạm Thị Hằng, đề viếng của các cháu dân tộc thể lớp 12 An Năm,
là bạn học Quế Hải, con trai của cụ. Đoàn về thắp hương xin đi viếng đặt vòng hoa xin quý đầu đều một phút hồng điểm. Phút hồng điểm xin phép được bắt đầu. Vâng, phút mặc niệm đi tiếp cụ đã trở qua. Đoàn vị thắp hương xin lễ biến xong. Mời về đây đón tiếp của gia đình tham chủ đứng nước. Mời đi viếng của tổ bảo vệ xóm soi vàng. Được. Trở về với nét tâm nhang vô cùng thương thiết khi đưa cụ ra đi để ăn sơ kỷ làm thương. Vâng, thắp hương xin đến đây xong, về đoàn về nơi đón tiếp của gia đình tham chủ nước, gia đình trân trọng cảm ơn. Mời đến đây của con Mạnh và cháu Quý, Bình Hiểu. Tâm nhang để trở về xin đến đây trân trọng giới thiệu quý mời. Xin đại diện sang bày các quý vị xa bàn nước gia đình trân trọng cảm ơn. Chia sẻ với mất mát đau thương của tập thể tham quan. Xin đi viếng xong bài đoàn về nơi đón tiếp của gia đình tham chủ nước. Gia đình xin tiếp đón và trân trọng cảm ơn.
dù đường xa xa xôi, về thân mẹ yêu sẽ đến dặn thầy cũng bị cho bạn biết. Ngày lên viếng của toàn thờ lớp 8B trường cấp 2 Đồng Quang là bạn của Hải về sân lên viếng. Xin được kính thưa chứng minh một cụ Phạm Thị Hạnh, kính thưa ban tổ chức lễ tang và thưa gia đình theo chủ, nhận được tin cụ 250 về theo thiên tổ, tập thể lớp 8B trường cấp 2 Đồng Quang chúc con là bạn học với Hải về sân lễ thân nhang lễ mọt tâm thầy là xin quy đầu để một phút đồng niệm, đưa tin cụ phút đồng niệm bắt đầu. Vâng, phụ bằng việc với thiện cụ đã cho con chuẩn bị thắp hương xong bảy ra bàn ở nước. Bài lễ viếng của nhóm chị em là bạn của Thoa, con dâu của cụ về thắp hương xin lễ viếng. Xin chào cảm ơn anh chị về sân đi viếng sân bày chị ra bán nước. Xin đi viếng xong, mời các quý vị xa bản nước gia đình trân trọng cảm ơn. Chân linh tam bảo thiền
Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Cho phép A chuyển lời cảm ơn của các con các cháu. Trân trọng cảm ơn Đại Đức Thích Thanh Hưng ở Hà Dương cùng các Phật tử để thắp nén hương vĩnh biệt cụ. Xin niệm biết sau. Giờ phút đau thương này để biến của đại gia đình các con có cháu vô cùng phương trở về những góc gọi gì gọi bà gì. Xin được kính chào mời các ông các bà các bác về nơi đón tiếp của gia đình Thái chủ nước gia đình trân trọng cảm ơn. Mời đi viếng của tập thể xứng đáng Hải Thành về thắp hương dân lễ. Xin thành tâm phật yêu sâu sắc tới toàn thể trong tăng gia hiếu kiến là gì đó cả. Tỉnh Thái Nguyên về thăm viếng trân trọng giới thiệu kính mời. Xin được kính thưa chân linh hương hồn cụ Phạm Thị Hằng, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tham chủ, nhận được tin cụ Phạm Thị Hằng 20 về theo tiên tổ, đoàn viếng gồm các đồng chí ông Vũ Hồng Bắc, nguyên chủ tịch
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ông hai ông Nhữ Văn Tâm, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đoàn Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Thờ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, cùng các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Hôn tỉnh Thái Nguyên, đoàn về thắp nén hương thơm, xem lễ viếng đặt vòng hoa tươi kính viếng hương hồn cụ và chia sẻ nỗi mất mát đau thương cùng toàn thể tang quyến, đưa tiễn cụ bằng phút mặc niệm. Đoàn xin đẹp phút mặc niệm xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, cho phép truyền lời cảm ơn của gia đình. Trân trọng cảm ơn các đồng chí về thắp nén hương xin lễ viếng. Kính viếng hương hồn cụ xong, mời các đồng chí về nơi an tiếp của gia đình các chủ trong nước. Gia đình xin trân trọng cảm ơn. Tiếp phần. Gia đình sẽ được cảm ơn sau khi thắp hương làm lễ viếng xong. Xin được kính mời quý vị ra lời đón tiếp của gia đình đến nước chia buồn cùng đặc quyền. Cậu cứ ngửa mặt lên. Sâu sắc cùng gia đình tang chủ, đề nghị đoàn tưởng nhớ tới cụ, đề nghị đoàn dành một phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
được chạy xa đường ba gia đình nói riêng, thành kính phân ưu chia sẻ nỗi đau mất mát đau thương cùng toàn thể gia đình tang quy.
trước vong linh hương hồn của cụ Phạm Thị Hà. Cụ ơi, cụ sinh ra tại thôn Thanh Bình, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Lớn lên cụ xây dựng gia đình ở Thái Nguyên. Tuy xa quê cụ ơi, nhưng tình mẫu tử nơi tổ ấm cụ đã. Về trên trên xa của cô lúc này là đây. Sau bài đoàn viên nơi đón tiếp của gia đình tha chủ nước, gia đình xin trân trọng cảm ơn. Bài con đàn trai đồng cuộc, các cháu, anh chị em, các cháu về đến tâm nhà, sẽ đề biến xin quý đầu vinh biệt phủ. Vâng, sẽ đế cho cùng xong bài các ta quý vị, các anh chị ra bàn nấu nước. Tiếp phần lễ mời lễ viếng của các cháu là bạn của Hải về để thắp hương xin lễ. Trân trọng cảm ơn các bạn anh trở về thắp hương xin lễ xong ở anh ra bàn nước. Tiếp phần lễ trân trọng giới thiệu kính mời lễ viếng của công ty cổ phần Tung Sở Thiên để trở về thăm hương xin lễ viếng trân trọng giới thiệu kính mời. Được tin cụ 250 về với tiên tổ
đoàn mỏ sắt Diễn Bộ do đồng chí Trịnh Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc mỏ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và đại diện các phòng, phân xưởng của mỏ sắt Diễn Bộ. Chúng cháu về đây thắp nén hương thơm, có vòng hoa tươi, kính viếng hương một cụ và xin được chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến. Chúc hương hồn cụ nơi suối vàng yên giấc ngàn thu. Vĩnh biệt cụ, xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Dạ vâng, phút mặc niệm như thế cụ đã trôi qua, đoàn về thắp hương xong. Mời về nơi đón tiếp của gia đình, tăng chủ nước gia đình trân trọng thắp hương. Chia buồn sâu sắc đến gia đình tan quyền để tưởng nhớ người công dân nỗ lực của tổ dân phố 7 phường Tục Duyên. Xin đoàn dành phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Dạ vâng, phút mặc niệm đưa tiễn cụ Phạm Thị Hằng đã trôi qua, đoàn về thắp hương xin đi biệt xong. Mời về đây đón tiếp của gia đình gia chủ nước. Cái phần ấy mời đến viếng của mỏ sắt Trại Cao, đoàn do ông Nguyễn Ngọc Sơn, phó giám đốc làm trưởng đoàn dẫn đoàn về, xin đi biệt trân trọng giới thiệu kính mời. Dạ vâng, phút mặc niệm đưa tiễn cụ Phạm Thị Hằng đã trôi qua, đoàn về thắp hương xong bày đoàn ra bàn uống nước gia đình trân trọng cảm ơn. Bày lễ viếng của công ty cổ phần Nguyễn Hòa ở Thái Nguyên về xin lễ viếng.
trở về thăm nén hương thơm, xin lễ viếng đặt vòng hoa thơ cúi đầu viếng biệt phụ. Xin lễ viếng xong bài đoạn về nơi đón thức của gia đình ta chủ nước. Trân trọng giới thiệu kính mời lễ viếng của gia đình con cháu của bà Chuột ở trong bài của bác sĩ bạn nữ gia đình trân trọng cảm ơn và đến viếng của gia đình cháu Ngọc Hoa cháu Long cháu Hoa Hòa Hải về để thắp hương gia đình hương. Trở về thăm qua cho cụ đến trăm năm quý đầu vị biệt cụ được cầu cho cụ tinh thần ra đi siêu thoát. Sẽ vâng ngày sẽ về sau bài đoàn vì nơi đó tiếp của gia đình ta chủ nước gia đình chậm chậm cảm ơn. Kính thưa hồn cụ Phạm Thị Hằng, kính thưa ban tổ chức tang lễ, thưa gia đình tang chủ, nhận được tin cụ Phạm Thị Hằng tuổi cao sức yếu đã qua đời, đoàn cán bộ chiến sĩ công an thành phố Sông Công do đồng chí thượng tá Nguyễn Thanh Nguyên, bí thư đảng ủy, trưởng công an thành phố làm trưởng đoàn đến đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng và xin được có lời chia buồn cùng toàn thể gia đình tang chủ. Trong giờ phút đau thương đi biệt này, và chúng tôi xin một phút mặc niệm bắt đầu. Giờ vật phút mặc niệm với tiết cụ đã trôi qua. Đặt về thắp hương xong bày về nơi đón tiếp của gia đình đang chủ chủ nước, gia đình xin trân trọng cảm ơn. Lễ viếng tâm thành của công ty cổ phần Nhật, công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Cường, công ty cổ phần TKC, công ty Đức Long trở về thắp nén hương thơm, dân lễ viếng đặt vòng hoa tươi kính viếng hương hồn cụ và chia sẻ nỗi mất mát đau thương cùng toàn thể thân quyến để tin cụ bằng phút mặc niệm và xin đề phút mặc niệm xin phép được bắt đầu. Vâng, đoàn về thắp hương gia đình bị và đoàn về nơi đón tiếp của gia đình thân chủ nước, gia đình trân trọng cảm ơn.
Trân trọng giới thiệu kính mời đại biểu của hai gia đình thị thập trong xa phương xưa về dâng lễ biển. Trân trọng giới thiệu kính mời. Dạ vâng, phúc bảo biệt, như thế cụ đã trở thành.
đặt về thắp hương xong mời về nơi đón tiếp của gia đình tăng chủ. Gia đình trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn. Bác gặp về gia đình sau bày và xa bạn cảm ơn. Hương hồn cụ Phạm Thị Hằng, kính thưa ban tăng lễ, kính thưa gia đình gia chủ, được tin cụ Phạm Thị Hằng từ trần, đoàn cán bộ công nhân viên chức mở tháp tân lễ có vòng hoa lễ mọ thắp hương tưởng nhớ linh hồn cụ Phạm Thị Hằng, xin được một phút mặc niệm, xin được bắt đầu. Dạ vâng, phút mặc niệm như thiện cụ đã trôi qua, đoàn về thắp hương sẽ đến viếng đặt vòng hoa thi kính viếng xong. Một đoàn xa bản nỗ nước gia đình trân trọng cảm ơn. Lễ viếng sân hay của cháu Hưng, cháu Vinh đã về thắp hương sẽ đến viếng trân trọng giới thiệu kính mời. Xin chào cảm ơn anh trở về sân đi viếng sang mời các anh ra bàn uống nước. Mời đi viếng của toàn thể anh em ở Cao Ngạo về để thắp hương sân đi viếng kính viếng hồn cụ. Đoàn chúng tôi xin phép được mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Dạ vâng, phút mặc niệm đưa tiễn cụ Phạm Thị Hằng đã trôi qua. Đoàn về sẽ đến viếng đặt vòng hoa kính viếng xong. Và đoàn về nơi đón tiếp của gia đình theo chủ nước, gia đình trân trọng cảm ơn. Xin chào các bạn, em theo cả anh trở về sân đi viếng sang mời các anh ra bàn uống nước. Cô đã về với Phật,
cụ đã cưỡi hạc về theo chân Phật. Thay mặt Hội Tâm Linh Việt Nam, vi sư Nhâm gửi muôn vàn năng lượng tích cực, cầu siêu hồi hướng cho cụ được sinh về cõi lành. Cụ ơi, bóng hạc xe mây về với Phật, để lại trần gian nỗi xót đau. Tưởng nhớ đến cụ, xin gia đình cùng toàn thể Hội Tâm Linh nguyện mang toàn thể công đức này cầu nguyện cho cụ được siêu sinh và tịnh độ. Dạ vâng, cho phép truyền lời cảm ơn của gia đình, trân trọng cảm ơn thầy. Về. Xin được kính thưa chân linh hữu hồn cụ Phạm Thị Hằng, kính thưa ban tổ chức lễ tang và thưa gia đình tang chủ, nhận được tin cụ 250 về theo tiên tổ, đoàn công ty trung thành ở Thái Nguyên trở về thắp nén hương thơm vô cùng thương tiếc, tiễn đưa cụ bằng phút bằng điểm đoàn xin để phút bằng điểm xin phép được bắt đầu. Đoàn về thắp hương xong bày về đây đón tiếp của gia đình tang chủ trước. Chuẩn bị thắp nén hương thơm, xin bày bí tâm thành, dâng vòng hoa tươi cúi đầu là vị tuyển cụ để cầu cho cụ được thanh thản sanh đi siêu thoát và vĩnh hằng an sức nghỉ an thu. Dạ vâng, đoàn về thắp hương xong bày đoàn về đây đón tiếp của gia đình theo chủ trước. Bài niệm viếng của các tân cháu là bạn của Hải Hoa về xin niệm viếng. Dạ vâng, các chị trở về thắp hương sẽ đề biến cho cụ trong. Vậy các chị gian thẳng thẳng nước. Vâng, thời gian này đang vắng khách nhà về thăm viếng. Để mời cơm trưa cho cụ thì mời các ông bà các bác ta dâng mâm cơm chay. Tân cố mẫu Phạm Thị Hằng nghề hai lễ. Phần đi hương chính đón tăng phục trai tuy tiệm vụ vị cớ ai ai chỉ cớ ai là tất cả các ông bà các bác ta gọi lên một tiếng ba hồn chín vía mẹ là Phạm Thị Hằng về để ăn cơm trưa tất cả các ông bà các bác ta gọi lên. Chân linh hương hồn ý tân cố mẫu
là A Phạm Thị Hằng, nhân sinh 1940, đại hạn lâm trung nghỉ 10:05, ngày 18/6/2023, tức ngày 1/6 Quý Mão Niên hưởng thọ 84 tuổi. Trong tạ lòng những lo yêu tạo đèn hơn nếp kiệm cần hàng gì sớm hôm nay đối tượng cơ xa cơ chỉ ba lo bảy cha mẹ đã vất vả chăm chờ cho vẹn toàn nó đường đó lối kia tùy khó nhọc nhưng chưa chắc hòa ra mà bỗng đâu do cả phút để cánh mai hoa thì lìa cây dù cách tới bài yên thì lìa tổ kêu siêu cõi tình Nam Mô A Di Đà Phật. Hiếu chúng lâm cơm sở giống cỏ giống chua để giờ đấy con rót nhất toàn sơ về yên ngược nhị tuần cả trăm tiểu còn dọn chén thì hậu đào còn mẹ về yên ngược cơm chưa tám tuần còn chúng trăm tiểu con dọn chén là chén thì hậu yên là ơi thầy cho cha con ở nơi chín xuôi còn dọn lên chén nhà rượu hồ để ơn công sinh nhà thành con chặt tay con đẹp Nam Mô A Di Đà Phật tiếp dẫn vong linh về yên hưởng tuần rượu lưng a cơ con nghe niệm Nam Mô A Di Đà Phật đại thánh A Di Đà Phật đại Phật quần cơm hôm nay đã đến để con xin được đại diện dưới bát cơm đình học đây tình con dâng lên trước ăn thức ăn con gấp tình mời vọng linh mẹ về yên hương ba thương con đi trong xin xin dân trưởng thừa tam tạo ra ân hộ trì tiếp dân này mẹ về sự phần trái nghi hiệu chủ hiển thành cúc cung bái tình đồ thương công trí tâm bái tình mẹ ơi trời cao vòi vòi đất rộng thanh thang từ mẹ tình âm dương nghi xa cách khôn đường những phật pháp nghi gia trì tất nghi ứng xin nguyện cho nên mong thân mẹ các con dập bát cơm thức ăn con gấp đầy bát chẳng tôi đi chút nào trường phép màu tựa đường chư Phật nhờ chặt ngon bi Phật tôi lên về đây thụ hưởng thành niên hưởng nghĩa bát nước cực cách con đã mời Nam Mô A Di Đà Phật 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 Nam Mô Bồ Tát Thế Tôn này tiếp dẫn phong hồn nghi về hiến hợp nghi bữa cơm chưa toàn ra còn trong cung cung bay thịnh dâng nghi nước dâng tâm vậy các cháu đại diện đi nhà dân cung nước cho không được còn dâng lên trước khác xin quý đầu ba lễ bà về yên hưởng sau bữa ăn bà ơi cây kia thì có cối sông xuôi cây có vườn ăn quả con các con cháu nước người trồng cây uống nước thì con cháu nước về nguồn hôm nay đây bà thoát khỏi
khỏi cõi trần trong cây, con nhớ về cội nguồn, nhớ thương bà con dòng nghề, đành bước công chưa cúi đầu than hỏi vong linh bà đang phàm phất ở trên cao hay ở dưới thấp, bên đông bên tây bên nam bên bắc hay ở thiên đường cực lạc, xin lệnh trên cưới hạ kịp về hoặc nơi địa phủ ông đi, xin đức biển tăng phủ trì cho vong linh bà đến hoặc phàm phất trong đèn yên tức, thì xin vong linh dạo bước nhanh chân cùng bái tình toàn ra lễ tất. Dạ vâng, những tất cả các công bà các bác anh các chị các thầy cô cho cụ đã được chủ biên thật mạng giờ này để một phần lễ viếng về thay viếng thì các ông bà các bác đã mở cửa cho cụ xong rồi, đã đứng dậy để có những phần lễ về thay viếng cụ. Kính viếng vong linh hương hồn cụ Phạm Thị Hằng, xin kính thưa gia đình tam quyến, nhận biết tin cụ tuổi cao sức yếu 250, cụ đã về theo tiên tổ. Đoàn viên chúng tôi, đoàn tập thể lớp 8B trường trung học cơ sở Đồng Quang, chúng con là bạn của Hải, con của cụ, đoàn trở về thắp nén nhang thơm thăm viếng, xin chia buồn với gia đình tam quyến. Xin được cầu chúc cụ nơi suối vàng an giấc ngủ ngàn thu để tỏ niềm tiếc thương. Đoàn viên chúng tôi xin được dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ hương hồn cụ. Phút mặc niệm xin phép được bắt đầu. Vâng, xin trân trọng được cảm ơn lễ viếng của đoàn. Sau khi thắp hương xong, mời quý vị về nơi tiếp đón của gia đình uống nước. Gia đình và ban tổ chức xin trân trọng được cảm ơn. Mời về đây đón tiếp của gia đình tăng chủ nước, gia đình trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị trở về thắp hương sau bài sa phạt vũ nước. Xin được kính thưa chân linh hương hồn cụ Phạm Thị Hằng, kính thưa ban tổ chức lễ tang và thưa gia đình tăng chủ, nhận được tin cụ 250 về theo tiên tổ, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Đức Thái Nguyên và gia đình cháu Đức là bạn của hương về thắp nén hương thơm dân đi viếng đặt vòng hoa tươi kính viếng hương hồn cụ và đưa tiễn cụ bằng phút mặc đẹp. Đoàn xin đẹp phút mặc đẹp bắt đầu. Dạ vâng, đoàn về thắp hương xin được. Sự tình là thơ. Vâng, các anh các chị trở về thắp hương trên đây viếng vòng hoa tươi kính viếng hương hồn cụ sau. Mời các anh các chị về đây đón tiếp của gia đình tăng chủ nước, gia đình trân trọng cảm ơn.
Xin được trân trọng cảm ơn mời quý vị về thăm hương, xin lên phía trong bài về nơi đón tiếp của gia đình thân chủ trong nước. Chúc con nên hương hồn, chúc bàn thờ của cụ sẽ được thắp nén hương thơm, chắp đôi tay cầu nguyện cho hương linh cụ về nơi cõi vinh hằng, cụ ăn giấc ngủ ngàn thu, cụ sống khôn thác thiêng, cụ hộ độ trì cho chúng cháu được mạnh khỏe bình an. Xin được cúi đầu vĩnh biệt cụ ra đi từ đây. Ngàn thu, đại tiên cụ vẫn chứng giám phù hộ độ trì cho đoàn công ty cổ phần thương mại Ngọc Tuấn trên đời luôn được mạnh khỏe bình an. Xin được chắp tay cúi đầu vĩnh biệt cụ ta đi từ đây. Vâng, gia đình xin được cảm ơn. Thắp hương làm lễ viếng xong, xin được kính mời đoàn ra nơi đón tiếp của gia đình đến nước chia buồn cùng ta. Chuyện đời của gia đình tân nguyện. Sau khi thắp hương làm lễ viếng xong, xin được kính mời đoàn ra nơi đón tiếp của gia đình đến nước. Xin được thắp nén thắp nhang, nguyện cầu cho cụ ra đi về nơi xứ vạn an xuất tỷ vạn thu. Xin được chắp tay cúi đầu vĩnh biệt cụ ra đi từ đây. Gia đình xin được cảm ơn. Sau khi thắp hương làm việc viên xong, xin được kính mời đoàn ra đưa đón tiếp của gia đình đến nước trên một cột đặc biệt. Trở về trước tình trạng của vụ, chúng cháu là tập thể công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Cụ Từ. Nhận biết tin cụ đã qua đời, chúng cháu trở về xin được thắp nén tâm nhang, cầu chúc cho cụ ra đi về nơi xứ vạn an xuất tỷ vạn thu. Chúng cháu xin chắp tay cúi đầu vĩnh biệt cụ ra đi từ đây. Thay lời cho gia đình tăng quyền, sau khi thắp hương đoàn lễ viếng xong, xin được kính mời quý vị ra nơi đón tiếp của gia đình ống nước trước quần cùng tăng quyền. Xin cúi đầu vĩnh biệt cụ ra đi từ đây. Thay lời xin đề nghị sang bày với quý vị ra bàn uống nước, xin đề trân trọng cảm ơn. Xin đề nghị sang bày với quý vị ra bàn uống nước, xin đề trân trọng cảm ơn. Bài lễ viếng của các cháu là Minh Lương ở Lào Cai về dân lễ viếng, trân trọng giới thiệu kính mời.
sẽ được biến sang mời. Nhạc thường đã tắt lên những đất thành sau khi tắt nhạc đã biến hiến xong. Chuyện đời cảm ơn của gia đình trân trọng tôi kính mời quý vị lưu chân về nơi tiếp đón của gia đình nước và chia buồn cùng đặc quyền những lời cho gia đình xin được cảm ơn quý vị đã trở về tâm tiếng. Các cháu xin rời công loại gì như kiếp mấy rồi. Dì Hằng ơi, tôi là bé từ mai cho đi. Nhưng công ta việc đang trong gia đình, thì quê hương tâm mình các cháu cho đến thì đâu còn lên gì ở trên trời. Ôi bác quyền lắp định gì ơi. Nhạc thần đã thắp lên những đất thành sau khi thắp nhang đã biến hướng xong. Trân trọng được kính mời quý vị đưa chân về nơi đón của gia đình những nước và để chia buồn cùng tăng quyến đưa lời cho gia đình. Nhạc thần đã thắp lên những đất thành sau khi thắp nhang đã biến hướng xong. Trân lời cảm ơn của gia đình trân trọng được kính mời quý vị đưa chân về nơi tiếp đón của gia đình những nước và để chia sẻ sự mất mát đau thương của toàn thể trong tăng quyến đưa lời cho gia đình một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã trở về tăng quyến. Sau khi tất cả đã được hướng xong trở lại cảm ơn trong đêm ngồi nhớ với lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng vô cùng tiên tiết nhận được tin của hai năm mê về theo tiên tổ đoàn về thắp nén hương xin lên biến sông mời về nơi đón tiếp của gia đình tăng chủ nhiều kính mời. Sự vận phúc và đẹp đưa tiết cụ đã chụp cho đoàn về thân hương xin lên biến sông mời về nơi đó. Trở về chỗ kinh sàng lên biến tâm thành của đoàn trở về sân diễn biến đợt vọng hoa tươi kinh viếng những hồn của cụ và chia sẻ với mất mát đau thương cùng toàn thể tăng quyến. Sở vận đoàn về thắp hương sân diễn biến sang bảy đoàn về đây đón tiếp của gia đình thay chủ nước gia đình trân trọng cảm ơn bài diễn biến của bà Lương ở Phú Bình là mẹ của cháu Nga là bạn của Hải Thoa về dân bên biến. Hãy
phút bật điểm xin phép được bắt đầu. Vâng, đoàn vị thắp hương sẽ nhận đến xong thầy về nơi đó cũng sẽ định ca chủ chúa. Xin phát coi những hạng của an sinh nghỉ ngạc thu. Vâng, ngân xin lễ xong, mời quý vị ra bàn ăn nước gia đình trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn đoàn về thắp hương sân lễ viếng. Sân lễ viếng xong, mời đoàn về nơi đón tiếp của gia đình ta chủ nước. Trân trọng cảm ơn các anh chị. Hôm nay về đây trước hương hồn cụ thắp nén nhang thơm chia buồn cùng tăng quyến và tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, cầu chúc cho vong linh cụ được siêu sinh tịnh độ an giấc làm thôn. Để tưởng nhớ cụ, đoàn xin là phút mặc niệm. Phút mặc niệm của đoàn bắt đầu. Vâng, truyền lời cảm ơn của gia đình Tam Quyến, cảm ơn ý kiến của quý vị trở về thắp hương thăm viếng. Sau khi thắp nhang xong, mời quý vị ra bàn uống nước. Gia đình xin được cảm ơn. Kính thưa toàn thể tăng quyến, được tiên cụ 250 về với tiên tổ, đoàn đại biểu chúng tôi do bà Trương Thị Ý, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Việt về đây, chúng tôi xin được thắp nén nhang kính viếng hương hồn cụ và bày tỏ gửi lời chia buồn sâu sắc cùng tăng quyến để vĩnh biệt cụ. Đoàn đại biểu chúng tôi xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Cảm
vâng, truyền lời cảm ơn của gia đình Đăng Quyền, cảm ơn đại diện của quý vị. Sau khi thắp hương xong, mời đoàn ra bản uống nước chia buồn với gia đình Đăng Quyền. Kính thưa hương hồn cụ Phạm Thị Hằng, kính thưa gia đình tăng chủ, thưa toàn thể tăng lễ, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đau buồn nhận được tin báo cụ Phạm Thị Hằng là thân mẫu của ông Trần Đông Hải, cụ 250 về với Thiên Tổ. Chúng tôi, đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền xã Thịnh Đức, nơi con trai cụ đang công tác, đến đây có chút lễ mọn lòng thành, có vòng hoa thắm để kính viếng hương hồn cụ và chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia quyến của cụ, và cùng nhau cầu chúc cho cụ về nơi suối vàng an giấc ngủ ngàn thu. Để vĩnh biệt tưởng nhớ cụ, tôi đề nghị tất cả các đồng chí trong đoàn hãy dành phút mặc niệm tưởng nhớ. Phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, truyền lời cảm ơn của gia đình Đăng Quyến, xin trân trọng được cảm ơn đại diện của đoàn. Sau khi thắp nhang thăm viếng xong, xin được mời quý vị về nơi tiếp đón của gia đình uống nước chia buồn với gia đình Đăng Quyến. Đức hình tạm thành, trở về trước cho linh bộ cụ, đoàn xin diễn viên đặt gọi hoa. Xin quý đầu vĩnh biệt cụ, để cầu cho cụ thanh thản ra đi siêu thoát. Vâng, dân lễ viên xong bày đoàn về nơi đón tiếp của gia đình ca chủ trong nước. Trân trọng xin theo kính mời lễ viên của gia đình các chủ. Trở về trước di sản của cụ, gia đình các cháu là bạn thân của con Hải Hoa. Dân lễ viếng đặt vòng hoa xin cúi đầu vĩnh biệt cụ. Dạ vâng, thắp hương dân lễ viếng xong, bài đoàn về nơi đón tiếp của gia đình ca chủ nước. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của gia đình cháu Chiến Chi và tình cảm thông gia với ông Phi lễ viên viếng vận ngang trở về thắp hương lễ viếng, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Chia nỗi đau thương mất mát to lớn này của toàn thể trong Đăng Quyến, chúng con xin cầu chúc cụ nơi suối vàng an giấc ngủ ngàn thu, cúi đầu vĩnh biệt cụ ra đi từ đây. Sau khi thắp nhang thăm viếng xong và đoàn viếng ra bàn uống nước chia buồn với gia đình Đăng Quyến, xin trân trọng cảm ơn. Xin được mời. Xin kính viếng vong linh hương hồn cụ Phạm Thị Hằng, xin kính thưa gia đình Đăng Quyến,
nhận biết tin cụ tuổi cao sức yếu qua đời, đoàn viếng chúng con, đoàn công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hiếu Trường, cháu Nguyễn Như Tuấn, Trần Đăng là bạn của anh Hải về đây thắp nén hương thơm thăm viếng hương hồn cụ, xin chia buồn cùng toàn thể trong tang quyến. Để tỏ niềm tiếc thương, đoàn viếng xin được dành một phút mặc niệm để tiến đưa vong linh hương hồn cụ về suối Vàng. Một phút mặc niệm xin phép được bắt đầu. Vâng, và sau khi thắp hương thăm viếng xong, mời quý vị ra bàn uống nước và chia buồn với gia đình tang quyến. Bài đính viếng của tổ dân phố số 7 do ông Vũ Văn Thực làm trưởng đoàn. Đây. Đính viếng vong linh hương hồn. Vâng, gia đình và ban tổ chức xin trân trọng được cảm ơn. Hôm nay việc của đoàn trở về thắp hương thăm viếng cụ. Sau khi thắp nhang xong, mời quý vị ra bàn uống nước chia buồn với gia đình tạm quyến. Đến việc tiếp theo xin trân trọng và... đại diện về sân lễ viếng đặt vòng hoa tươi kính viếng những nguồn cội và chia sẻ với các bạn các thiên cùng toàn thể tăng quyến. Xin lời cho gia đình xin mời đoàn thắp hương xong ra bàn uống nước. Để trước tiên sáng của cụ Phạm Thị Hằng, lễ viếng của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Tâm Thái Nguyên về sân lễ viếng đặt vòng hoa xin quy đầu vĩnh biệt cụ. Mời đoàn. Vậy các tham bác ra bàn nước gia đình chất trọng cảm ơn. Bài đề miếng của cháu Nam Long là bạn của Hải về thắp hương sẽ lên tiếng chất trọng cảm ơn. Xin thật ơn hương thơm, quý đầu biết về cổ. Xin đề miếng xong, bài quý vị ra bàn uống nước. Bài đề miếng... Phần nghe sẽ lễ xong bày đoàn ra bàn uống nước, gia đình trân trọng cảm ơn.
cụ 250 về với tuyên cổ. Đoàn đại biểu công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên do ông Nguyễn Minh Hạnh, bí thư đảng ủy, ủy viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty làm trưởng đoàn, đại diện cho đảng ủy, hội đồng quản trị, ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty cắt néo men thơm dâng vào hoa tươi kính biệt cụ và nơi sứ phàng an giấc ngày thương và chia buồn sâu sắc cùng đoàn cảnh sát quý để tưởng nhớ tới vong linh hương buồn cụ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Dạ vâng, truyền lời cảm ơn của gia đình Tam Quyền, cảm ơn cái việc của quý vị trở về thắp hương thắp viếng cụ sau khi thắp nhang xong, mời quý vị về nơi tiếp đón của gia đình Phụng Ước chia buồn với gia đình Tam Quyền. Xong bày ra bàn uống nước. Trân trọng cảm ơn các anh chị về thắp hương dân đệ xong bày ra bàn uống nước. Trân trọng cảm ơn các anh trở về thăm hương xong bày và ra bàn uống nước. Gia đình trân trọng cảm ơn. Gia đình xong bày các anh chị ra bàn uống nước. Gia đình trân trọng cảm ơn. Có buồn, chúng tôi ban công tác mặt trận, xóm và con nhân dân thật bản hòa. Đột ngột, xúc động, tỏ lòng thương tiếc cụ và thông báo cho nhân dân trong xóm ngoài làng biết tin đến chia buồn thắp hương cùng gia đình. Đoàn chúng tôi do ông Lê Công Thuộc, trưởng xóm làm trưởng đoàn, đại diện cho hơn 100 hộ dân trong xóm có nén hương thơm và vòng hoa tươi kính viếng hương hồn cụ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, chúc cụ thanh thản ra đi nơi chín suối yên giấc ngủ ngàn thu. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, xin đoàn và mọi người dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Quý vị trở về thắp nhang thăm viếng chia buồn với gia đình Tam Quyền. Sau khi thắp hương xong, mời quý vị các bạn uống nước. Gia đình xin được cảm ơn. Về trên visa của cụ lên viếng của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đại diện về sân vòng hoa lễ viếng thắp hương vĩnh biệt cụ. Gia đình ý xong bày đoàn ra bàn uống nước. Gia đình trân trọng cảm ơn. Chuẩn bị chữ viết giả của cụ lễ viếng của đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Tiến. Người đại diện sẽ đến những nhật vọng hoa xin khuyên đầu vĩnh biệt của
viếng xong, xin được mời đoàn về nơi đón tiếp của gia đình tang chủ nước gia đình trân trọng cảm ơn. Phạm Thị Hằng 250 về theo tiên tổ, trở về trước vong linh của cụ, lễ viếng của công ty cổ phần Hải Năng, cùng cháu Cường, cháu Hòa ở Yên Bái, trở về thắp nén hương thơm xin lễ viếng, xin vui lòng vĩnh biệt cụ. Trân trọng cảm ơn đoàn đệ nhà hương xin lễ viếng xong mời về đây đón tiếp của gia đình tam chủ nước. Sau khi tắt hương thăm viếng xong, mời đoàn viếng ra bàn nơi tiếp đón của gia đình cùng nước chia buồn của gia đình đặc quyền. Đoàn xin được kính kiến quốc nương nhân hồn cùng Phạm Thị Hằng, kính thưa gia đình đặc quyền. Nhận cái tin cụ tuổi cao sức yếu qua đời, đoàn ngân hàng Phương Đông chi nhánh Thái Nguyên trở về thăm viếng hương hồn cụ, xin được cầu chúc cho cụ sát cười âm phần nơi cõi thọ, nơi suối vàng cụ an giấc phủ ngàn thu. Để tỏ niềm tiếc thương, đoàn xin được dành một phút bằng niệm tưởng nhớ hương linh cụ. Phút bằng niệm xin phép được bắt đầu. Gia đình và ban tổ chức trân trọng và cảm ơn lễ viếng của đoàn. Sau khi thắp hương xong, mời quý vị về nơi tiếp đón của gia đình uống nước chia buồn với đặc quyền. Phần lễ viếng tiếp theo xin được mời lễ viếng của gia đình cháu Đàm Mai ở xóm Xoay Vàng. Sức yếu cụ đã qua đời, anh chị em chúng con, các cháu là bạn của Phượng Sơn về đến trước bàn thờ vong linh hương hồn cụ, thắp nén hương thơm cầu chúc cụ về đến suối vàng an giấc ngủ ngàn thu. Cụ sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho chúng cháu được mạnh khỏe bình an. Để còn niềm tiếc thương, các cháu xin được dành một phút bằng niềm tưởng nhớ vong linh hương hồn cụ. Phút bằng niềm xin phép được bắt đầu. Gia đình và ban tổ chức xin trân trọng được cảm ơn lễ viếng của đoàn. Sau khi thắp hương thăm viếng xong, mời quý vị ta bà uống nước chia buồn cho gia đình đặc quyền. Công ty thuốc lá là bạn của Phượng Sơn trở về thắp nhang thăm viếng.
Vâng, gia đình và ban tổ chức xin được cảm ơn đại diện của đoàn. Xong. Đoàn tổng công ty thép Việt Nam trở về sẽ được thắp nén tâm nhang cầu chúc cho cụ đã đi về nơi dưới vàng an giấc nghỉ đoàn vui. Vâng, thắp hương làm lễ viếng xong sẽ được kính mời đoàn ra nơi lớn nhất của gia đình uống nước trước buổi cùng tan quyến. Sau khi thắp nhang thắp viên xong, mời quý vị các bạn uống nước và chia buồn với gia đình tan quyến. Rồi, cảm ơn cháu. Ok, thank you. Sau khi thắp hương thăm viếng xong, mời quý vị về nơi tiếp đón của gia đình uống nước. Gia đình xin trân trọng cảm ơn. Sở công thương trở về thăm viếng hương thơm, thăm viếng hương hồn cùng chia buồn với gia đình tan quyến. Sau khi thắp nhang xong, mời quý vị các bạn uống nước, gia đình xin được cảm ơn. Vâng, sau khi thắp hương thăm viếng xong, mời quý vị về nơi tiếp đón của gia đình uống nước, chia buồn với gia đình tan quyến. Nhận biết tiên cổ tuổi cao sức yếu qua đời, đoàn viếng trở về thắp nhang xin chia buồn với gia đình tang quyến. Vâng, sau khi thắp nhang xong, mời quý vị và bạn uống nước, gia đình xin được cảm ơn. Xã đi xóm xoay vàng thôn ra chung tuệ sư 2023 tức ngày 1 tháng nghĩa năm nghi năm quý báo niên hưởng bằng về tiêu về đông đủ để dâng lên mâm cơm chay con xin đi tỉnh mời vong linh mẹ tỏa tiền linh thị mẹ về bỏ trì tiếp dân mẹ về sự phần trai nghi toàn gia cúc cung nghi bái Thank you.
trọng được cảm ơn. Đề nghị của đoàn trở về thắp hương thăm viếng cổ. Sau khi thắp nhang thăm viếng xong, mời quý vị về nơi tiếp đón của gia đình uống nước chia buồn và đoàn quyền. Rõ ràng không sai, ta bằng giám sát đôi ngài chứng minh công.
xét xem bốn cõi cùng mình ba bờ, bốn phương trời hóa cho thiên tướng hộ đàn này sau trước những y kim cương mẹ bình trong Phật trời giáng khúc tùng đấm bao nhiêu ma quỷ hiểm sống cõi ngoài anh tan chủ tâm thay tâm thay thiết này quốc bài nhớ đến trong hoài quốc thân ai ngồi ưu bạc trước chân tình chuẩn tự công đức những lời tấu dốc hà à phật mãn thiệt sĩ à. We'll be right back.
trường sinh nhân, tứ sai quỷ quỷ hiện hình, ngũ sai tà tà tẩu tán, lục sai tăng cường tất tinh thanh tinh. Đại đồ, ăn ai quá.